Đề thi đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn các em hướng vào nội dung của phần vật chất di truyền và cơ chế di truyền và biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. Qua một số thông tin ở phần trên thì thầy thấy rằng là một số thì kêu là đề thi cũng tương đối khó, thế nhưng mà thầy nghĩ rằng là vấn đề đầu tiên này là để thầy tìm hiểu xem các em sẽ tương tác với cả kiến thức mà các em đã vừa được luyện tập như thế nào ở phần chương 1 vật chất di truyền và cơ chế di truyền biến dị ở cấp độ phân tử và cấp độ tế bào. Cũng có một số câu ở mức độ nâng cao để thầy xem đánh giá các em về khả năng các em vận dụng những kiến thức của các chuyên đề qua các video bài giảng cũng như các phần ôn tập để các em có thể tổng hợp lại được. Và qua bài ngày hôm nay chúng ta sẽ là lần đầu tiên thầy cho chúng ta tương tác trực tuyến với nhau để giúp các em có thể hiểu được những câu hỏi sai, vì sao mình làm sai, hoặc là những câu đó thì cần chú ý những cái gì, thì bây giờ thầy sẽ cùng giao lưu với các em để chữa đề đầu tiên, đề trực tuyến số 1 của môn sinh phần chương 1. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào và chữa từng câu theo yêu cầu của từng bạn, các bạn có yêu cầu. Câu đầu tiên thầy sẽ chữa đó là câu 5 ở trong đề thi của một bạn yêu cầu ở chữa câu 5. Chúng ta sẽ chữa câu 5 trước. Thế thì ở bài toán của câu 5 người ta vận dụng của kiến thức của phần câu 5 đó là các em cần vận dụng phần kiến thức công thức tính toán của phần vật chất di truyền và cơ chế di truyền, cụ thể đó là công thức tính toán của ADN và quá trình phiên mã xác định mạch gốc. Thế thì bây giờ đầu bài cho biết là ở sinh vật nhân sơ có 2.400 nu. Như vậy từ 2.400 nu này, thì các em sẽ suy ra số nu một mạch. Sẽ là 1.200 nu. Bây giờ đầu bài yêu cho biết là trên một mạch thì có A, T, X. Còn chưa biết G. Như vậy thầy sẽ giả sử mạch biết này sẽ là mạch 1. Giả sử là mạch 1. Thế thì ta sẽ có là A1 bằng 200, T1 bằng 300, X1 bằng 400. Vậy biết tổng số nu của một mạch rồi thì các em sẽ hoàn toàn tính được số nu còn lại của loại G. Từ đây các em sẽ suy ra G1 sẽ bằng tổng của 1.200 trừ đi 3 loại nu đã biết. Như vậy các em sẽ tính được số nu loại G sẽ bằng 1.200 trừ 200 này, trừ 300, trừ 400. Và kết quả là G1 sẽ bằng 300 nu. Bây giờ một dữ kiện đầu bài cho biết là gen phiên mã một số lần môi trường cung cấp 1.500 nu loại U. Như vậy là tổng số nu loại UM được cung cấp là 1.500 nu. Bài toán yêu cầu là tính số lượng mỗi loại nu của phân tử mRNA này. Như vậy các em thấy ngay là các em phải có một kiến thức, đó là UM thì các em sẽ thấy là sẽ được tạo ra được phiên mã từ A gốc thì bằng A gốc. Như vậy nhiệm vụ của các em là bài toán cho rồi, và các em nhớ lại một phần bài tập thầy đã hướng dẫn, đó là cách xác định mạch gốc và số lần phiên mã. Như vậy từ đây ta thấy ngay là A gốc thì UM có A1 bằng 200 và A2 bằng T1 và bằng 300. Như vậy ta thấy ngay là nếu mạch 1 là mạch gốc thì, giả sử mạch 1 là mạch gốc thì ta sẽ có 1.500 được cung cấp chia cho 200. Trường hợp này sẽ bị loại bởi vì là số lần phiên mã sẽ lẻ. Như vậy là X sẽ không thỏa mãn. Từ đây ta thấy ngay là mạch gốc phải là mạch 2, vì số lần phiên mã là 1.500 chia cho A2, tức là bằng 1.500 chia cho 300 và bằng 5 lần. Như vậy thầy sẽ xác định được ngay là mạch 2 là mạch gốc. Vậy bây giờ kết quả cuối cùng là xác định được số nu từng loại của phân tử ARN thông tin cần đã được tạo ra, thì ta sẽ có ngay là AM thì bằng T2 và bằng A1. Như vậy AM bằng 200. UM thì chúng ta biết rồi, UM sẽ bằng A2 và bằng 300. Tương tự như thế có GM bằng X2. X2 sẽ bằng là G1 và bằng 300.
và xm thì bằng g2 và bằng x1 và bằng 400. Như vậy kết quả của bài này, đáp án cần chọn các em cần chọn là đáp án B. Bài này là một bài không khó, tuy nhiên các em cần phải nhớ những công thức cơ bản của phần vật chất di truyền và cơ chế di truyền, đặc biệt là phần phiên mã, để xác định được mạch nào là mạch gốc để các em có thể lựa chọn được. Đấy là câu 5. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp, xem các bạn sẽ yêu cầu chữa câu nào tiếp. Một bạn tiếp theo yêu cầu thầy sẽ chữa câu số 9. Câu số 9 là một câu tương đối khó của đề thi số 1 để kiểm tra năng lực và kiểm tra khả năng tư duy cũng như khả năng vận dụng cái kiến thức của các em ở một mức độ nâng cao. Trong mỗi một đề thi, thầy cũng phải nói luôn là trong mỗi một đề thi thì các em thấy rằng là môn sinh đặc trưng khác so với cả môn toán, môn lý và môn hóa trắc nghiệm, đó là phổ kiến thức của lý và hóa thì rất là rộng và độ tính toán khó nhiều. Do đó mà để đạt điểm cao của hóa và lý thì rất là khó. Thế nhưng môn sinh thì phổ kiến thức nó ít hơn, mà đặc trưng là cái phổ điểm mà 6-7 nếu các em chăm chỉ thì đạt được. Tuy nhiên mà để lấy được điểm 9, điểm 10 sinh thì các em cũng cần phải làm quen với những câu hỏi tư duy. Ví dụ như là câu số 9 là một câu trong số những câu mà để các em có thể xác định được từ điểm giỏi trở lên là 8, 9, 10 thì các em cần phải chú ý những câu như thế. Bây giờ bài này là câu số 9 trong đề thầy đưa ra, đó là một câu mà vận dụng kiến thức của cả phần nhiễm sắc thể và phần tính toán của phần phân tử. Thế thì bài toán cho biết là 58 nucleosome, mỗi đoạn nối có 15 cặp nu và một phân tử histone. Số phân tử histone của nhiễm sắc thể và chiều dài của ADN cấu trúc lên nhiễm thể đó như thế nào? Thế thì ở cái chuyên đề lý thuyết của câu 9, các em lại nhớ lại phần câu 9. Các em nhớ lại là đơn vị cấu tạo cơ bản của nhiễm sắc thể chính là các nucleosome. Vậy thì nucleosome được cấu tạo như thế nào? Thì chúng ta nhớ lại cái phần lý thuyết thầy đã giảng, đó là một nucleosome thì được cấu tạo bởi 8 phân tử protein histone cùng với cả một đoạn của phân tử ADN. Và đoạn phân tử ADN này chứa 100, dài là 146 cặp nu. Như vậy bây giờ chúng ta thấy ngay là có 58 nucleosome của nhiễm sắc thể này. Như vậy các em sẽ xác định được ngay là 58 nucleosome. Thì các em sẽ tính toán được 58 nucleosome này thì sẽ tính được số phân tử histone sẽ bằng là 58 nhân với 8 thì sẽ ra số phân tử histone. Tương tự như vậy thì chúng ta lại nhớ lại kiến thức thứ hai, đó là mỗi một nucleosome thì nối các nucleosome liền kề nhau thì nối với nhau bởi một đoạn protein, là đầu bài cho là 15 cặp nu và có một protein histone nữa. Như vậy 58 phân tử, 58 nucleosome thì sẽ có 57 khoảng nối. 57 khoảng nối, như vậy là thêm 57 khoảng nối sẽ có 57 phân tử protein histone ha. Vậy các em thấy ngay là tổng số protein histone sẽ bằng là của 58 nucleosome cộng với cả cái 57 phân tử protein histone mà có khoảng nối này. Như vậy các em sẽ hoàn toàn xác định được là tổng số phân tử protein histone sẽ là 521. Thế thì ở đây cái bài này nó cũng có một cái vấn đề là thực ra thì thầy chỉ có một số liệu đặc trưng. Các em nhìn thấy ngay ba bốn phương án là A, B, C, D thì nó có 341 này, 325, 421 và 521. Thế thì tại sao thầy lại không cho một cái số liệu mà đẹp hơn một tí để các em dễ bị đánh lừa? Thì thực ra bài này thầy cố tình thầy cho bốn cái số đặc trưng như thế bởi vì là một lý do. Trong đôi khi trong đi thi trắc nghiệm thì ngoài kiến thức thì cái khả năng tính toán và khả năng kỹ năng tư duy và loại trừ cũng rất quan trọng. Thì các em nhìn thấy ngay là nếu mà trong đề thi mà chắc chắn bốn phương án như thế này rồi thì các em làm được chắc chắn phần A ra là 521 protein histone, thì các em thấy ngay chỉ mỗi đáp án D là đáp án sẽ đúng chính xác, thì các em sẽ không cần quan tâm đến ba đáp án A, B, C kia nữa. Đấy là cái đề thi chính thức bao giờ độ chính xác rất là cao. Thế nhưng phần này thì thầy minh họa tiếp và thầy sẽ giảng tiếp là bây giờ chúng ta sẽ tính cái chiều dài của cái đoạn ADN mà tạo nên cái nhiễm sắc thể đó. Thế thì chúng ta nhớ lại là một nucleosome thì có tất cả là 146 cặp nu
của một đoạn ADN quấn 1/3/4 vòng. Như vậy chúng ta sẽ tính được là tổng số nu có trong 58 phân tử nucleosome. Như vậy sẽ bằng là 58 nhân với cả 146. Nhưng các em phải nhớ đây là 146 cặp nu. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ ngay tiếp là mỗi một khoảng nối của hai nucleosome liền kề thì chứa 15 cặp nu. Như vậy các em thấy ngay là sẽ bằng là có 57 khoảng nối. Thì các em sẽ xác định được số nu của 57 khoảng nối này sẽ bằng là 57 nhân với theo dự kiện của bài toán cho là có 15 cặp nu. Như vậy sẽ bằng là 15. Như vậy từ đây các em sẽ tính được là tổng số nu của hai dạng này. Thầy sẽ tính ra cho các bạn là tổng số nu cộng vào thì sẽ ra được. Và kết quả cuối cùng là các em ra được tổng số nu rồi, thì các em chỉ việc đây là cặp nu rồi, thì theo công thức tính chiều dài, nếu theo công thức tính chiều dài bình thường là n tổng số nu n chia 2 nhân 3,4 đơn vị của nó là Armstrong. Thế các em chú ý lại thấy ngay là ở phần này thì bài toán cho đang là cặp nu, vì vậy mà các em không cần phải chia 2 nữa. Các em sẽ lấy tổng số nu của hai cái phần này các em nhân với 3,4. Tuy nhiên trong bài toán này thì yêu cầu là các em phải tính toán trên đơn vị là micromet. Như vậy một đơn vị đổi là 1 angstrom thì bằng 10 mũ trừ 4 micromet. Như vậy kết quả của phần này phải nhân với cả 10 mũ trừ 4 và sẽ ra được đáp án của nó là 3,16982 micromet. Đây là một câu hỏi khó và các em chú ý là câu hỏi này minh họa cho các em việc là trong đề thi để muốn đạt được điểm 9-10 thì các thầy ra đề có thể là vận dụng để hỏi các em về khả năng tổng hợp kiến thức. Mà đây mới chỉ là khả năng tổng hợp kiến thức của một chương khi các vài chuyên đề chúng ta vừa với thầy trò chúng ta làm quen với nhau và tiếp xúc. Sau này học dần lên cao thì các em sẽ thấy là các chuyên đề sau này nữa thì nó sẽ có sự tích hợp và bài toán nó sẽ đa dạng hơn rất nhiều so với chương 1, đặc biệt là chương 2 và chương 3 trong phần di truyền học. Thì khả năng tích hợp và khả năng tư duy là hai phần mà các em cần phải quyết liệt và xử lý tình huống thật nhanh để các em có thể đạt được điểm cao. Bởi vì thầy nhìn trong cái kết quả thì một số bạn có thể là buổi đầu làm chưa quen nên là kết quả nó sẽ không được tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp các câu hỏi sau. Câu tiếp theo các bạn yêu cầu chữa đó là câu số 8. Thầy sẽ chữa câu số 8 và câu 23. Chúng ta sẽ chữa câu 8. Bản chất của câu 8 là dựa vào kiến thức lý thuyết của phần điều hòa hoạt động gen. Bởi vì trong phần chuyên đề cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử thì chúng ta học có 4 cơ chế, đó là quá trình tái bản, quá trình phiên mã tổng hợp ARN, quá trình dịch mã tổng hợp protein và quá trình điều hòa hoạt động gen. Thế thì ở trong phần điều hòa hoạt động gen, chúng ta nhớ lại là ngay cái chuyên đề, cái phần tiết đầu tiên của chuyên đề đó thì thầy đã nói rõ cho các bạn về cái cấu trúc khác nhau giữa sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực ở hệ gen. Thì ở gen điều hòa của sinh vật nhân sơ, mức độ là chủ yếu diễn ra ở mức độ phiên mã. Cái thứ hai là cấu trúc của chúng thì gen thường tập hợp thành một nhóm cụ, người ta gọi đấy là operon, và trong cái mô hình ở sách giáo khoa thì các em đã được học đó là operon lắc. Thế thì chúng ta lại phải nhớ lại là bài này sẽ khai thác về cái kiến thức cấu trúc của gen ở phần operon lắc. Bây giờ các em lại nhớ lại cái phần cấu trúc của operon lắc thì chúng ta lại nhớ lại là cấu trúc của một operon. Thầy bỏ qua cái phần vùng vận hành là vùng operator, vùng đó vùng chúng ta sẽ không xét đến liên quan đến câu hỏi này, chứ còn thực ra nữa là nó còn phải có cả vùng operator ở đây nữa. Thế thì các em thấy ngay là đặc điểm đó là gen ở sinh vật nhân thực thì mỗi một gen là có một vùng khởi động promoter riêng, do đó mà hoạt động của gen này thì nó sẽ không chịu sự chi phối của hoạt động gen trước đó. Thế nhưng mà ở operon thì một nhóm gen chỉ chung nhau có một promoter, một vùng khởi động, do đó mà các gen phía sau sẽ phải chịu sự chi phối của gen phía trước.
Vì vậy mà nếu xảy ra đột biến thì lúc này chúng ta thấy ngay là nếu xảy ra đột biến thì cái gen phía sau sẽ bị ảnh hưởng và protein sẽ bị bất thường. Ví dụ trường hợp này, nếu thầy lấy ví dụ là ở gen lắc, Oberon lắc ở vi khuẩn E. coli mà gen Z đột biến thì hai gen phía sau là Y và A sẽ bị bất hoạt hoặc là protein bất thường. Như vậy nó sẽ khai thác kiến thức ở phần này để cho đề thi, cho minh họa cho các em giống như cái câu 8. Đó là các em cần phải xác định được vị trí của gen nào trước, gen nào sau dựa vào cái thông tin dự kiện. Thế thì bài này rất đơn giản thôi, bài này các em thấy ngay là không có gì khó cả, chỉ có cái là các em thấy là nó hơi lạ. Nhưng mà nếu mà quen rồi thì các em thấy rằng các lần sau các em sẽ hoàn toàn nhớ được ngay. Người ta phát hiện một chủng vi khuẩn trong đó sản phẩm của gen Y bị biến đổi. Như vậy là sản phẩm của gen Y thì biến đổi. Về trật tự và số lượng axit amin, còn sản phẩm của gen Z và gen X thì bình thường. Thế thì chúng ta thấy ngay là sản phẩm của gen Y bị biến đổi nhưng mà lại là Z và X bình thường. Vậy thì các em phải suy luận ra ngay, nếu mà Z mà X mà nằm sau gen Y thì 100% là sẽ bị biến đổi theo và bất hoạt. Như vậy chứng tỏ rằng là dữ kiện này các em phải suy ra được là từ đây các em sẽ suy ra là gen Z và X phải nằm trước gen Y. Thế thì nằm trước gen Y thì các em sẽ tổ hợp trật tự thôi. Như vậy nó sẽ có hai trường hợp có thể thỏa mãn được đầu bài yêu cầu, hoặc là vị trí của nó sẽ là Z, X, Y, hoặc cũng có thể là X, Z, Y là sẽ thỏa mãn. Thế các em nhìn thấy ngay là trong trường hợp đáp án này thì câu 8 thì chỉ có mỗi một trường hợp đáp án C là sẽ rơi ở một trong hai trường hợp này. Như vậy các em sẽ thấy ngay là đáp án C sẽ là đáp án là X, Z và Y sẽ là đáp án đúng. Như vậy là trong 4 phương án trắc nghiệm thì sẽ có một phương án đúng rồi. Nhưng mà nếu mà bài này mà các em thấy là các em tự suy luận và làm ra thì nó phải có hai trường hợp. Và các em sánh vào nhau thì các em thấy ngay là nó sẽ lựa chọn được một đáp án đó. Đó là câu số 8. Bây giờ một bạn tiếp theo yêu cầu là thầy chữa câu 23. Câu 23 là một câu lý thuyết. Bạn yêu cầu chữa, chắc là bạn ấy sẽ yêu cầu giải thích tại sao colchicin mà đáp án của nó lại là đáp án của pha G2. Thế thì một câu hỏi này là một câu hỏi mà thầy thấy rằng là hầu hết học sinh sẽ bị nhầm, bởi vì đặc điểm của quá trình ở quá trình phân bào ấy. Câu 23 này. Thế thì ở quá trình phân bào các em nhớ lại là đặc điểm của kỳ sau, kể cả kỳ sau của nguyên phân và kỳ sau của giảm phân, thì chúng ta nhớ là nhiễm sắc thể sẽ tách nhau và xảy ra sự kiện là nhiễm sắc thể sẽ phân ly về hai cực của tế bào. Thế thì bây giờ hầu hết câu này các một số bạn thì thấy rằng trong đáp án các em gửi thì các bạn sẽ làm sai, là các bạn sẽ lựa chọn đáp án của nó là pha M. Bởi vì pha M thì các bạn sẽ suy luận rất đơn giản là pha M thì có kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Như vậy chắc là tác động của pha M thì sẽ gây ra đột biến, và yêu cầu là đột biến đa bội, tức là đột biến số lượng. Thế nhưng mà nếu bạn nào mà nhớ được cái đặc điểm mà hôm đầu tiên của cái phần đột biến nhiễm sắc thể và chu kỳ tế bào của quá trình nguyên phân ấy, thầy đã nhấn mạnh cho 4 cái từ khóa em cần phải nhớ, 4 cái nhóm từ khóa đó. Thì có một từ khóa là tác động để gây đột biến đa bội, thì thực chất chúng ta lại nhớ lại là đặc điểm của pha G2 cũng là pha tổng hợp protein giống như là của pha trước, pha G1. Thế nhưng nó khác ở chỗ là ở pha G2 này thì cái protein là cần cho tổng hợp nên vi ống, vi sợi. Và từ hệ thống vi ống vi sợi này thì sẽ tạo nên thoi phân bào. Do đó để gây đột biến số lượng thì nếu mà tác động một kỳ sau thì các em phải suy luận ra là vậy thì nó có thoát phân bào rồi thì chắc chắn rằng là nhiễm sắc thể sẽ phân ly và không gây được đột biến số lượng của đa bội, nó sau cả xác suất thấp hơn. Như vậy đặc điểm của nó phải xác suất cao hơn là phải tác động vào pha G2 để làm cho protein không được tổng hợp hoặc tổng hợp bất thường, thì vi ống và vi sợi sẽ được tạo ra bất thường, thì dẫn đến thoát phân bào sẽ không được hình thành hoặc là bị rối loạn, và nhiễm sắc thể đã nhân đôi ở pha S rồi thì sẽ không kéo đều được với hai cực của tế bào, và như vậy thì sẽ gây ra đột biến đa bội nhiễm sắc thể. Đấy là thầy chữa tiếp cái câu một bạn thắc mắc.
Câu này thì theo thầy thì không khó, nhưng mà các bạn có thể bị bẫy ở chỗ mà lừa chỗ là kỳ sau là kỳ phân ly, thì các em cần chú ý cái đặc điểm của phần chuyên đề phân bào nguyên phân mà thầy đã dạy. Thầy sẽ tiếp tục xem theo dõi xem các bạn sẽ cần yêu cầu chữa những câu nào tiếp. Một bạn sẽ yêu cầu thầy chữa câu 15. Câu 15 là câu về vừa kết hợp của nhiễm sắc thể và vừa kết hợp của đột biến nhiễm sắc thể. Bây giờ thầy sẽ chữa câu 15 cho các bạn. Thực chất của câu 15 này thì các bạn sẽ thấy rằng là trong nguồn học liệu của trang tuyển sinh của chúng ta thì thầy đã cung cấp cho các bạn tương đối nhiều rồi. Thế nhưng đặc điểm của các chuyên đề thầy đưa thì theo từng bài giảng, thế nên là nó sẽ có những chuyên đề thì các bạn thấy rằng rất là dễ, nhưng mà có những chuyên đề rất là khó, bởi vì thầy xếp theo thứ tự của các chuyên đề. Thế nhưng các bạn cần nhớ rằng là đôi khi những câu dễ lại là những câu mà các bạn mất điểm trong đề thi tuyển sinh chính thức của Bộ Giáo dục, bởi vì các bạn có sự chủ quan. Do đó theo thầy thì ở các chuyên đề học liệu mà các bạn luyện tập ấy, thì kể cả các câu dễ và câu khó thì các bạn cần phải làm một cách cẩn thận và có sự tổng hợp, bởi vì khi bạn thấy rằng ngay là thầy cho tổng hợp lại một đề thì các bạn thấy ngay là nó sẽ có sự đa dạng và sự biến hóa từ câu dễ có thể thành câu khó nếu các bạn không cẩn thận. Thế thì ở câu số 2, câu số 15 này thì một loài giao phối có bộ nhiễm thể là 2N bằng 8. Cặp nhiễm thể thứ nhất và thứ 3, thứ 4 mỗi cặp đều có một chiếc bị đột biến. Như vậy là chúng ta thấy ngay là có 4 cặp. Thì có cặp số 1, cặp số 3 và cặp số 4 là bị đột biến. Một chiếc đột biến cấu trúc, quá trình giảm phân xảy ra bình thường. Bây giờ người ta hỏi là tính theo lý thuyết thì tỷ lệ giao tử mang hai nhiễm sắc thể đột biến là bao nhiêu? Bây giờ bài toán yêu cầu các em xác định tỷ lệ giao tử mang hai nhiễm sắc thể bị đột biến cấu trúc. Thế thì các bạn biết là một cách rất đơn giản là khi mà nhiễm sắc thể của một cặp đột biến thì tỷ lệ giao tử đột biến về một cặp nhiễm thể sẽ luôn luôn chiếm là 1/2. Vậy thì từ đây các em phải xác định được rằng là tỷ lệ giao tử đột biến về một cặp nhiễm sắc thể sẽ luôn là 1/2. Như vậy bây giờ là có 3 cặp nhiễm sắc thể, cặp thứ nhất, cặp thứ 3 và cặp thứ 4 mỗi cặp bị đột biến một chiếc cấu trúc. Thế thì bây giờ người ta yêu cầu là tỷ lệ của giao tử mang hai đột biến. Thế thì phần này lại vận dụng toán học vào. Nếu mà một số bạn mà không học tốt phần toán học mà thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ rất là khó. Vậy các bạn sẽ có thể thấy ngay là phải sử dụng phần toán học vào thì các bạn thấy ngay là chọn được hai trong ba cặp này. Như vậy đáp án của nó phải là C2 của 3 nhân với cả 3 cặp mà mỗi tỷ lệ của một chiếc là 1/2, như vậy nó sẽ bằng là 1/2 mũ 3. Như vậy kết quả của nó sẽ bằng là, kết quả cần tìm được là 3/8. Như vậy đáp án của nó sẽ là đáp án B, 3/8. Như vậy là một số câu các bạn thấy ngay là cần phải vận dụng cả toán học và phải hiểu bản chất của nó. Câu tiếp theo, một bạn yêu cầu lúc trước ngay từ đầu nhưng mà nó là câu lý thuyết cho nên thầy sẽ để bây giờ thầy mới chữa. Câu 1. Thực ra thì câu 1 với cả câu mà lúc nãy thầy chữa với Operon là câu 8 thì các bạn thấy ngay là lý thuyết nó sẽ tương tự nhau. Nhưng câu 1 thì người ta hỏi về cái ý nghĩa của việc tạo thành một cái cụm Operon này là gì. Thì bây giờ chúng ta cùng phân tích từng đáp án một xem là có gì bất thường, và các em khi đọc thì các em thấy ngay là cần phải có một cái mẹo để loại trừ được những cái đáp án mà các bạn thấy là đáp án gây nhiễu và đáp án mà đôi khi là lại là đáp án lừa các bạn, nhưng các bạn cứ tưởng là đúng các bạn chọn vào. Ở sinh vật nhân sơ, một nhóm gen cấu trúc có liên quan về chức năng thường được phân bố nhiều liền nhau thành cụm có chung một cơ chế điều hòa, người ta gọi là operon, giống như câu 8 này. Việc tồn tại operon có ý nghĩa gì? Như vậy ở câu 1 này người ta hỏi về cái việc là gen ở nhân sơ tồn tại thành từng cụm operon đấy có ý nghĩa gì.
Thế thì bây giờ các bạn nhìn thấy đáp án A này, giúp tạo ra nhiều sản phẩm hơn, nhiều hơn sản phẩm của gen, vì nhiều gen phân bố thành cụm sẽ tăng cường lượng sản phẩm. Câu này sai ngay, bởi vì là chúng ta biết rằng là một nhóm gen này thì không thể nào mà lại có cái cách là tạo ra nhiều lượng sản phẩm hơn. Nếu như ở nhân thực thì nó còn có cái trình tự tăng cường, như ở phần này thì sẽ đáp án này sẽ không đúng luôn, bởi vì là cái từ khóa bị sai là tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Thế tương tự như thế thì cái câu D thầy chữa trước ngực những câu sai để phân tích trước. Giúp cho vùng promoter có thể liên kết dễ dàng hơn với ARN pol. Thì cái vùng khởi đầu đấy, ARN pol, nó không liên quan gì đến cái việc mà một operon này lại mã hóa được cho cả một nhóm gen mà chỉ chung nhau một promoter. Đáp án C là giúp cho gen có thể đóng mở cùng lúc vì có cùng một vùng điều hòa. Vì vậy nếu như đột biến ở vùng điều hòa thì chỉ ảnh hưởng đến sự biểu hiện của một gen nào đó. Cái từ khóa bị sai là ảnh hưởng đến sự biểu hiện của một gen nào đó. Chúng ta nhớ lại lúc nãy câu 8 thì chữa là nếu gen trước đột biến thì các gen sau sẽ chịu sự chi phối và có thể bị bất thường hoặc không hoạt động, bởi vì chỉ có một promoter, một vùng khởi động. Như vậy cái đáp án B các em cần chọn đó là giúp một quá trình chuyển hóa nào đó xảy ra nhanh hơn vì sản phẩm của các gen đó có liên quan về cùng một chức năng. Thế chúng ta lại nhớ lại là cái khái niệm về operon là một nhóm gen mà có chung, có hai điều kiện thầy đã cho ghi rồi. Một là chung một trình tự khởi đầu, và hai là cùng thực hiện hay là cùng mã hóa cho những sản phẩm protein mà thực hiện chức năng giống nhau hoặc gần giống nhau. Nếu mà giảng sâu thì ở cái phần LACZ, LACI, LACA này của operon LAC thì nó lại cùng mã hóa cho việc là để enzyme đó phân giải được đường lactose để vận chuyển được vào trong cơ thể của vi khuẩn. Thì đấy, chúng ta thấy ngay là cái đáp án B sẽ là đáp án cần được lựa chọn chính xác nhất. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp các câu sau xem các bạn sẽ hỏi những câu nào. Một bạn sẽ yêu cầu thầy chữa câu 21. Câu 21 cũng là một câu tương đối khó theo thầy. Thì câu này, cái chuyên đề này thầy muốn cho để các bạn thử sức rằng là một số chuyên đề trước thì các bạn có thể thấy là một số bài chuyên đề ấy, bài tập nó hơi dễ. Tuy nhiên là phù hợp với tỷ lệ tương xứng của cấu trúc thì chuyên đề, bởi vì là số đông thì các bạn cần phải học được cái nền trước. Thế nên là những chuyên đề đấy thì có thể là một số bạn học rồi ấy, lớp 13 thi lại, hoặc là một số bạn học ở trong các trường chuyên học chương trình rồi thì các bạn có thấy là nó tương đối dễ. Nhưng mà về số đông thì thấy rằng là những câu đấy là những câu rất là cơ bản để các bạn nắm nền để có thể trả lời được và hoàn thành được những cái bài ở chuyên đề 2, hoặc là trang tuyển sinh của chúng ta sẽ là có những cái chuyên đề sau này ôn tổng hợp lấy điểm 10, hay là những phần luyện đề thi trực tuyến. Thế thì câu 21 một bạn yêu cầu thầy chữa. Câu này theo thầy thì cũng là một câu phải đòi hỏi sự vận dụng và hiểu kiến thức thật là sâu thì mới làm được. Tuy nhiên thầy chữa xong thì các bạn thấy rằng là sau này các bạn sẽ gặp những câu này thì các bạn sẽ hoàn toàn làm được, bởi vì nó không có độ phức tạp và độ biến dạng như của hóa và lý. Thế nên các em mà có một trí nhớ tốt và các em nhớ được những cái dạng đã ôn thì các em hoàn toàn có thể giành được những điểm 9, điểm 10 trong môn sinh. Câu 21 của nó cũng là về nhiễm sắc thể, nhưng mà là số kiểu gen. Tức là sẽ vận dụng được cái phần kiến thức của cả cái phần tổ hợp ở trong tổ hợp các kiểu gen ở trong quá trình giao phối mà chúng ta gọi đấy là chương 2, chương quy luật di truyền. Chương này thì thầy trò chúng ta mới bắt đầu chuẩn bị học các chuyên đề này thôi. Thế còn kết hợp lại cả của cái phần số thể ba đơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa câu 21 nhé. Ở một loài giao phấn có bộ nhiễm sắc thể là 2N bằng 12. Mỗi một cặp nhiễm sắc thể chỉ xét một cặp dị hợp. Như vậy chúng ta thấy ngay là 2N bằng 12 thì các em phải suy ra là nó sẽ có 6 cặp nhiễm sắc thể. Như vậy từ khóa đầu tiên các em phải xác định được là các em suy ra được là nó sẽ có 6 cặp nhiễm sắc thể. Bây giờ là mỗi một cặp nhiễm thể chỉ xét một cặp gen dị hợp. Thầy tóm tắt lại. Nhưng mà lại có này, chỉ xét một cặp dị hợp thì số thể ba đơn khác nhau. Bây giờ yêu cầu là xác định số thể ba đơn, tức là số thể ba nhiễm. Công thức chúng ta học rồi, phần đột biến số lượng nó là 2N cộng 1. Nghĩa là các em phải phân tích và các em hình dung ra ngay là như vậy là
có 6 cặp nhiễm sắc thể thì 5 cặp sẽ là bình thường, còn 1 cặp thì sẽ thừa ra 1 chiếc và tạo thành thể 3 nhiễm, thể 3 đơn, thể 3 nhiễm 2N cộng 1. Thì người ta hỏi là số kiểu gen tối đa về loài này là bao nhiêu? Thế thì bây giờ chúng ta cũng thấy ngay là bài này là một bài mà thầy thấy rằng là sẽ gần như chắc là sẽ ít học sinh làm được nếu các em chưa gặp dạng này. Còn nếu các em đã được ôn và gặp rồi thì các em sẽ có thể sử dụng để làm được ngay. Thế thì bây giờ chúng ta thấy ngay là chúng ta, thầy trò chúng ta sẽ xét từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất là ở cái cặp mà thể 3 nhiễm và trường hợp thứ hai là 5 cặp còn lại. Vậy chúng ta thấy ngay là bây giờ thầy sẽ xét cái cặp nhiễm sắc thể mà có 3 nhiễm sắc thể, tức là cái cặp thể 3 đơn 2N cộng 1. Thế thì sẽ ra được bao nhiêu loại kiểu gen? Nếu một cặp dị hợp, thầy lấy ví dụ trường hợp này là cặp dị hợp ở kiểu gen trên nhiễm sắc thể này, chúng ta xét hai allen là A lớn và A nhỏ. Thì các em thấy ngay là ở trường hợp này số thể 3 đơn tạo ra được sẽ có tất cả là tổng sẽ là 4 loại kiểu gen. Các bạn biết tạo ra 4 không nhỉ? Có hai cặp, có một cặp gen gồm hai allen dị hợp mà bây giờ tạo ra được thể 3 đơn thì nó sẽ có được 4 loại kiểu gen, đó là loại thứ nhất này, loại thứ hai này, loại thứ ba này và loại thứ tư này. Như vậy, riêng một cặp mà thể 3 đơn thì sẽ ra 4 loại kiểu gen. Bây giờ chúng ta xét 5 cặp còn lại là thể lưỡng bội bình thường. Thế chúng ta thấy ngay là 5 cặp bình thường thì ví dụ cặp số 2, thầy lấy ví dụ cặp nhiễm sắc thể số 2. Chúng ta xét một cặp gen dị hợp là B lớn B nhỏ thì sẽ ra được số loại kiểu gen khác nhau sẽ là 3, đúng không? Đó là B lớn này, B lớn B nhỏ này và B nhỏ B nhỏ. Như vậy nếu toán học thì 5 cặp bình thường thì sẽ ra được số loại kiểu gen khác nhau các em phải dùng, đó là, như vậy 5 cặp sẽ là 3 mũ 5 kiểu gen khác nhau. Bây giờ đến đây thì nếu mà không xử lý nhanh thì vẫn bị lừa và vẫn bị khoanh đáp án sai. Bởi vì chúng ta thấy ngay là thể 3 đơn hay là thể 3 nhiễm là thể mà có 1 cặp thì tăng 1 chiếc, còn 5 cặp còn lại bình thường. Vậy nếu mà các em chỉ lấy 4 kiểu gen của thể 3 đơn nhân với cả 3 mũ 5 là các kiểu gen bình thường của 5 cặp còn lại thì các em vẫn thiếu một cái dữ kiện, đó là các em phải hoán đổi. Trường hợp 1 là cặp số 1 là thể 3 đơn, 5 cặp còn lại bình thường, nhưng trường hợp 2 thì lại là cặp số 2. Tương tự như vậy cho đến cặp số 6. Như vậy kết quả cần phải tính đó là sẽ bằng là C1 của 6, tức là hoán đổi của 6 cặp mà có thể 3 đơn nhân với cả 4 nhân với cả 3 mũ 5. Và kết quả của nó sẽ ra là đáp án D, 5832 loại kiểu gen khác nhau. Như vậy câu hỏi này cũng tương đối khó và các bạn, thầy nhìn chưa thấy bạn nào đạt được điểm tuyệt đối tổng số câu, là cũng phải cần cố gắng ở các bài test của các lần sau. Bây giờ thầy sẽ xem tiếp xem các bạn sẽ yêu cầu câu hỏi nào tiếp. À, một bạn yêu cầu chữa câu 11 và một bạn thì yêu cầu chữa câu 2, câu thi thể. Bây giờ thầy đã chữa hai câu này. Chúng ta sẽ vào câu 11. Câu 11 theo đánh giá của thầy thì là cũng là một câu các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi lạ, bởi vì nó sẽ ít có trong các sách tham khảo mà có trên thị trường. Tuy nhiên nó là không phải là một câu mà ngoài lề, bởi vì câu này là một câu mà theo xu hướng tích hợp thì các bạn thấy ngay là những năm sau này thì đề thi trắc nghiệm sẽ dành khả năng tăng cường hơn cho các bạn.
về khả năng tính toán nhanh để phù hợp với thi trắc nghiệm. Và cái thứ hai đó là khả năng mà các bạn phải xử lý được tổng hợp kiến thức. Thế nên các em thấy ngay là mặt bằng chung thầy dạy thì thấy rằng là kể cả các học sinh đều nhận xét rằng là lý này, hóa này và sinh này thì thi trắc nghiệm thì các năm sau này thì càng đòi hỏi có độ xử lý nhanh này và độ khó nhiều hơn. Thế nên những câu này là những câu mà các bạn thấy ngay là các bạn cần phải cập nhật thường xuyên trên các bài giảng về cái kiến thức mới của trang tuyển sinh của chúng ta. Thì các bạn sẽ thấy rằng là những câu này thì những câu chưa có trong các sách tham khảo, nhưng mà nó là những câu mà các bạn thấy ngay là hoàn toàn trong chương trình các em học và các em phải làm được. Thầy dùng từ là phải làm được. Bài này là bài mà xác định được, bài này là dạng bài của câu 11 là thầy sẽ khái quát dạng trước. Dạng là xác định loại giao tử. Và từ xác định loại giao tử có trao đổi chéo thì hãy tìm bộ nhiễm sắc thể 2N của loài, hoặc cũng có thể là ngược lại, tức là từ bộ nhiễm thể 2N của loài và các em phải xác định được. Thế thì cái phần bài tập của phần nguyên phân giảm phân mà vận dụng vào đột biến nhiễm sắc thể, thầy đã dạy một chuyên đề riêng thì thầy đã cho các em hoàn toàn công thức xuôi, tức là công thức từ bộ nhiễm sắc thể các em phải xác định được cái dạng trao đổi chéo để tạo ra số giao tử. Tuy nhiên bài này là một bài mà đòi hỏi tính lại cái khả năng tính toán của các em và khả năng tư duy để tính ngược. Thế thì bây giờ bài cho là một cơ thể đực giảm phân tạo ra tối đa là 520 loại giao tử. Tổng loại giao tử tạo ra là 512 loại. Bây giờ nó có dự kiện này. 3 cặp tương đồng xảy ra trao đổi chéo đơn. Tức là 3 cặp tương đồng trao đổi chéo đơn, tức là trong đề thi thầy sẽ cho là trao đổi chéo một chỗ, nhưng mà thầy dạy và thầy giảng cho các em rồi thì nó là trao đổi chéo đơn. 3 cặp nhiễm sắc thể. Trao đổi chéo đơn. Như vậy tiếp này, một cặp nhiễm thể giới tính bị rối loạn giảm phân 1. Thế thì các em thấy ngay là nếu mà không có cái mẹo xử lý nhanh thì các em sẽ cứ loay hoay ở cái phần này, bởi vì bây giờ thầy nhắc lại cái công thức mà thầy đã giảng, đó là công thức thầy cho một dạng thuần mà ở bài giảng chuyên đề các em đã được học, đó là trong trường hợp bộ nhiễm sắc thể của loài là 2N, nếu không trao đổi chéo thì tổng số loại giao tử tạo ra là 2 mũ N, nhưng mà nếu có M cặp trao đổi chéo đơn tại một điểm thì lúc này số loại giao tử tạo ra là 2 mũ N cộng M. Nếu mà các em nhớ được công thức này rồi, nhưng mà nếu lắp vào cái phần bài của đề thi này thì vô tình một số bạn cũng sẽ bị mắc bẫy của thầy, là các bạn sẽ bị sai. Bài này các em phải làm thế ngay là nó lại vừa cho việc trao đổi chéo này, vừa cho rối loạn. Vậy thì cái mục đích bước làm đầu tiên của các em là các em phải xác định xem cặp nhiễm sắc thể giới tính này này khi giảm phân bị rối loạn thì cho ra được mấy loại giao tử. Thầy lấy ví dụ của cá thể đực đó là XY. Thế thì các thấy ngay là nhân đôi thành là XXYY. Khi rối loạn giảm phân thì sẽ cho ra được hai loại, đó là XY này và 0 này, đó là tế bào rối loạn. Thế nhưng còn lại bình thường là X này, Y này. Như vậy tổng nó phải có là 4 loại giao tử. Bài này thì cá thể một cơ thể đực thì chúng ta thấy ngay là thường nó chắc là nó sẽ nói về động vật, nhưng mà nếu mà bài này mà chặt chẽ hơn nữa thì các bạn phải xác định được nó là nhiễm sắc thể giới tính của cá thể đực là XY thì chúng ta cũng có thể cho qua cái dự kiện nó không được chặt chẽ, nhưng mà chúng ta phải hiểu như thế. Thế không có thì một số bạn lại có thể trao đổi lại với thầy, lại bảo là bài này nó chưa đủ dự kiện, nhưng chúng ta phải hiểu là như thế. Thế thì đây sẽ là ra là 4 loại giao tử. Vậy bây giờ các em nhìn thấy ngay, các em sẽ lấy 512 này chia cho 4 đi, thì ta sẽ có là 2 mũ N trừ 1 cộng với cả M. Tại sao lại là trừ 1? Bởi vì cái cặp nhiễm thể giới tính các em đã tính ra riêng là có 4 loại rồi, thì thầy phải trừ đi một cặp đó. Vậy thì cái này thì tương đương với công thức thầy sẽ lắp lại mới, sẽ là 2 mũ N trừ 1 cộng với 3 thì bằng 512 chia cho 4.
128 thì nó tương đương với cả là bằng 2 mũ 7. Như vậy các em thấy ngay là nó sẽ có cái phương trình là 2 mũ n trừ 1 thì bằng 2 mũ 4. Vậy suy ra n bằng 5. N bằng 5 nhưng mà n bằng 5 mà nếu mà khoanh nhanh vào ấy, ẩu ấy, thì lại là sai. Bởi vì là rất nhanh nhẹn một số bạn là 5 thì nó sẽ bằng 10. Như vậy là 2n bằng 10, các bạn khoanh sửa cái đáp án D. Nhưng mà thực ra nó lại là sai, bởi vì là chúng ta đã trừ đi mất một cặp nhiễm thể giới tính của loài là chứa cái nhiễm thức thể tạo ra bốn loại giao tử này rồi. Như vậy nó phải là nghịch lên, nó phải bằng 2n bằng 6, vậy nó bằng 2n bằng 12. Đấy là những cái mà thầy đã đưa ra hết các khả năng để các bạn thấy ngay là trong bài thi trắc nghiệm mà yếu tố ẩu nó sẽ trừ điểm rất nặng, bởi vì những câu kể cả hóa kể cả lý các em sẽ bị sai rất là nhiều. Đấy là câu số 21. Thầy sẽ tiếp tục xem các bạn sẽ cần yêu cầu chữa câu nào tiếp. Câu 11. Thầy vừa chữa ra câu 11, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm các câu khác. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp các câu của các bạn yêu cầu nhé. Có một bạn hỏi một câu lý thuyết, thầy có thể ngồi để chữa cho bạn, các bạn lượt luôn câu 2 và câu 3. Câu 2 là một câu hỏi một cái kiến thức nhỏ ở cái phần các em đã học, sau này các em sẽ học, đó là ở phần vật chất di truyền ở ngoài nhân ấy, thì nó sẽ có là ADN ti thể này, ADN của lục lạp này và plasmid. Thế thì câu hỏi của nó là gen ti thể có chức năng là gì? Thế thì bốn cái đáp án ABCD nó đều cái phần đầu là giống nhau. Tuy nhiên câu này thầy dạy một cái mẹo. Bạn nào mà học phần này rồi thì sẽ thấy là rất là dễ, nhưng bạn nào chưa học thì thầy dạy một cái mẹo để các em sẽ suy loại trừ đi được ba cái đáp án sai. Các bạn sẽ dựa vào cái từ khóa là gen ti thể. Thế thì trong này nó có là hình thành thoi phân bào này, hình thành màng ngoài ti thể này, màng nhân và chuỗi điện tử. Thế thì chúng ta thấy ngay là hai cái đáp án mà các bạn gần như là học ở lớp 10 rồi, các bạn sẽ loại được ngay là màng nhân và thoi phân bào là các bạn thấy ngay là đáp án đấy là đáp án thừa và đáp án gây nhiễu, nhưng mà nó không đủ độ để phân hóa học sinh thì các em sẽ thấy loại ngay đi. Và cái những câu đúng của nó là đáp án D là mã hóa cho thành phần của ti thể và một số cái protein tham gia vào chuỗi truyền điện tử là đáp án đúng. Thì đấy là cái câu 2. Bây giờ một bạn câu 3 hỏi là tại sao số loại aromatin thay đổi tùy thuộc vào số đoạn intron trong gen cấu trúc của câu 3 khẳng định không đúng là sai. Thế thì câu này bạn đó lại bị mắc bẫy ở một chỗ là các em đọc và các em phải xác định được trong bài thi những cái từ khóa. Câu hỏi số 3 thầy hỏi các bạn là khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về ARN thông tin của vi khuẩn E. coli. Thế thì cái câu hỏi mà bạn vừa hỏi thầy là số loại ARN thông tin thay đổi tùy thuộc vào số loại intron có gen cấu trúc tái tổ hợp đấy. Thì nếu câu này là ở sinh vật nhân thực thì hoàn toàn là đúng. Thế nhưng mà đây là ở sinh vật nhân sơ, chúng ta biết là vi khuẩn E. coli thì là ở sinh vật nhân sơ. Mà ngay cái bài đầu tiên ở sách cơ bản thôi, đó là gen của sinh vật nhân thực và nhân sơ khác nhau ở điểm nào. Thế các em cần nhớ là nhân thực thì là gen phân mảnh thành các intron và exon, còn gen của nhân sơ là gen không phân mảnh, gen mã hóa liên tục. Như vậy thì lấy đâu ra mà phát biểu của mRNA thông tin của vi khuẩn E. coli là số loại mRNA thay đổi tùy thuộc vào số đoạn intron. Intron chỉ có sinh vật nhân thực cơ mà. Như vậy bạn ấy phải xem lại chỗ là chú ý là những câu hỏi nhỏ trong sinh học nhưng mà lại là những câu mà để gài bẫy các em. Đấy là câu số 3 nhé. Bây giờ thầy sẽ xem tiếp các câu còn lại. Một bạn yêu cầu chữa câu 6 và một bạn thì yêu cầu thầy sẽ chữa câu 16. Câu 16 và câu 6, bây giờ thầy sẽ chữa câu 6 trước. Bây giờ thầy sẽ chữa câu 6. Thầy sẽ gạch những câu nào thầy đã chữa rồi để tí nữa các bạn có thể, ngoài những câu thầy chữa rồi nhưng mà những kiến thức nào liên quan đến những phần của các câu hỏi đó thì các em có thể hoàn toàn đặt câu hỏi thì qua phần trực tuyến tương tác thì thầy sẽ trả lời cùng các bạn những cái lỗi mà các em từng mắc phải trong khi các em đang học và ôn tập. Bây giờ câu 6 là một câu tích hợp. Thầy cũng thấy rằng một cái đề này thầy cũng là đề đầu tiên thì thầy thử cái test của các em xem cái độ hứng thú học này, độ chăm chỉ này và cái khả năng các em vận dụng cái kiến thức của các bài giảng của thầy tổng hợp lại được để trả bài cho thầy. Thế nên là
Đề này thì thấy rằng là các bạn thấy rằng nó sẽ tương đối là khó, nhưng thực ra thì nó sẽ là nếu các bạn làm được cái đề này mà tốt thì các bạn sẽ yên tâm là các bài sau các bạn tốt như thế nữa thì hoàn toàn các bạn có thể lấy được điểm 9, điểm 10 trong thi đại học. Câu số 6 lại là một câu tích hợp của phần vật chất di truyền ở cấp độ phân tử liên quan đến công thức tính toán, nhưng nó lại kết hợp với cả cái phần mà tế bào đang thực hiện quá trình phân bào, là cơ chế phân bào nguyên phân ở phần tế bào. Bây giờ chúng ta cùng chữa câu 6. Gen B có chiều dài 0,51 micromet, vậy thì từ cái chiều dài của gen B bằng 0,51 micromet thì các em sẽ suy ra là nó sẽ có 5100 angstrom. Vậy từ đây các em sẽ suy ra được là số nu bằng 3000 nu. Bây giờ các em thấy ngay là tỷ lệ A cộng T, tỷ lệ A trên G bằng 3/7. Vậy từ đây các em sẽ suy ra số nu từng loại A bằng T sẽ bằng là 450 và G bằng X sẽ bằng là 1050. Bài này rất là dễ thôi, nhưng các em chỉ có bị chắc là sẽ thấy một số bạn sẽ thấy khó là ở chỗ nó cho cái phần là bước vào nguyên phân thì các bạn thấy hơi lạ lạ so với cả các phần mà các em đọc ở các sách tham khảo, nó chưa có thôi. Gen B lớn đột biến thành gen B nhỏ. B lớn đột biến thành B nhỏ. Có một cái dữ kiện các em cần đọc và nhớ được, đó là kích thước, tức là chiều dài đấy, không thay đổi. Vậy thì lý thuyết đột biến gen mình đã học rồi. Nếu khối lượng của gen hoặc là chiều dài của gen không thay đổi thì chứng tỏ nó phải là đột biến thay thế, mà thay thế này khẳng định ngay là không xuất hiện mã kết thúc. Còn nếu mà đột biến mất cặp nu hoặc thêm cặp nu thì nó sẽ làm biến đổi về chiều dài và khối lượng ngay. Như vậy cái từ khóa thầy hướng dẫn đọc đến đâu phải gạch đến đấy, để các bài sau các em sẽ có cái kỹ năng làm nhanh hơn. Số liên kết hero của gen là 4051. H của gen B nhỏ là bằng 4051. Như vậy các em nhìn thấy ngay là ở thằng này thì là số liên kết hero của gen nó sẽ là 4050. Như vậy là liên kết hero sẽ tăng 1 liên kết. Tăng 1 liên kết như vậy là chúng ta thấy ngay là đây là phải là đột biến thay thế từ cặp AT thành GX thì nó mới là dạng đột biến để làm tăng 1 liên kết hero. Bây giờ người ta hỏi một câu đến đây thì gần như là ra kết quả rồi. Đó là cặp B lớn, B nhỏ thực hiện quá trình nguyên phân mà đang ở kỳ nào? Đang ở kỳ giữa. Thì chúng ta nhớ lại là bước vào quá trình nguyên phân thì là 2N nhân đôi thành 2N kép. Thì đang ở kỳ giữa thì vẫn là nhiễm sắc thể, số nu phải là gấp đôi thì chưa kết thúc quá trình phân bào nguyên phân. Vậy thì các em chỉ việc lấy là số nu G và X, thầy sẽ viết tiếp này, G bằng X của cả cái cặp B lớn B nhỏ sẽ bằng là của gen B lớn cộng gen B nhỏ. Như vậy sẽ bằng là 1050 cộng 1051, nhưng mà phải nhân với 2 bởi vì nhiễm sắc thể đã nhân đôi thành 2N kép. Như vậy kết quả sẽ bằng là 4202 và A bằng T sẽ bằng là 450 cộng với cả 449 nhân 2 sẽ bằng là 1798. Thì các em sẽ xác định ngay hoàn toàn nó ra là đáp án D. Đấy thì thực ra thì thầy muốn trao đổi với các bạn để thấy rằng là câu hỏi nó không khó, nhưng mà khi đã học được một cái lượng kiến thức thì các em cần phải có sự tích hợp kiến thức và các em phải vận dụng được vào. Và quan trọng là các bạn vẫn phải tự làm nhiều, kỹ năng nhiều, làm ngân hàng đề của trang tuyển sinh của chúng ta, cũng như là theo dõi các bài giảng để thầy hướng dẫn cái phần mẹo đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là hoàn toàn thầy nghĩ rằng là môn này là môn dễ để các bạn kiếm điểm 9, điểm 10 hơn rất nhiều so với môn lý và môn hóa. Bây giờ một bạn nữa bảo thầy chữa câu 16, nhờ thầy chữa câu 16. Câu 16 là một câu lý thuyết về đột biến dị bội nhiễm sắc thể. Trong một loài lưỡng bội, sự kết hợp giữa hai loại giao tử nào sau đây có thể tạo ra thể ba kép? Thì chúng ta thấy ngay là thể ba kép, câu 16 này liên quan đến thể ba kép. Thể ba kép công thức của nó ở phần dị bội, sách giáo khoa đã cho chúng ta biết đó là đây là thể mà hai cặp nhiễm sắc thể mỗi cặp sẽ thêm một chiếc. Như vậy là còn các cặp khác thì vẫn là bình thường. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay là trong tất cả các đáp án này thì chỉ có cái đáp án C là đáp án mà N cộng 1 với N cộng 1
Bài này cũng có thể là đây là n cộng 1 với n cộng 1, mà nếu chưa rõ dữ kiện thì sẽ ra hai kết quả, hoặc sẽ là 2n cộng 2 nếu mà hai cái giao tử này cùng là mất, à cùng là thêm một chiếc ở cái cặp nào đó, cặp số 1 và cặp số 5 giống nhau. Nhưng cũng có thể là ra sẽ là 2n cộng 1 cộng 1 nếu là giao tử này là ở cặp số 3, giao tử này là ở cặp số 5 chẳng hạn thế. Vậy thì trường hợp này vẫn có khả năng xảy ra được. Đấy, chúng ta nhìn thấy. Và trường hợp thứ hai là thụ tinh giữa giao tử n với giao tử n cộng 1 cộng 1 thì cũng sẽ ra kết quả là 2n cộng 1 cộng 1. Như vậy là chúng ta phải lựa chọn được đáp án C. Và này, câu này thầy thấy rằng không có gì khó, chắc là các bạn sẽ chỉ bị hiểu lầm ở một chỗ là các bạn sẽ thường làm một cái thao tác rất nhanh là n cộng 1 với n cộng 1 thì ra 2n cộng 2, các bạn sẽ loại đáp án này đi và thấy băn khoăn thôi. Chứ còn thực ra thì nếu mà minh họa ở bài giảng ở nhà thì thầy sẽ thấy rằng là thầy sẽ dùng hai cái loại phấn, phấn trắng và phấn vàng, thì các em thấy ngay là nó minh họa ra việc là hai cái giao tử này. Nhưng mà đi thi thì không có chuyện minh họa như thế, mà đi thi thì các em phải lựa chọn và các em phải xử lý được cái thông số, các em hiểu bản chất. Tiếp tục nhé, chúng ta sẽ xem tiếp các câu tiếp theo. Chúng ta sẽ xem các bạn. Một bạn bảo thầy sẽ chữa câu đây để thầy tìm các câu đặc sắc này. Có một cái câu của các bạn đấy thôi, nhưng thực ra thì thầy nghĩ rằng không nên nản, để có một bạn bảo là đề này khó hơn các đề khác nên chỉ làm được có 8 câu trên 25 câu. Nhưng mà các bạn thấy rằng là các bạn cố gắng luyện tập thì thấy rằng các dạng nó sẽ không có gì là khó đâu, và sẽ quyết tâm thì qua các bài giảng các em sẽ theo dõi ở trên trang tuyển sinh của chúng ta thì các em sẽ hoàn toàn, thầy nghĩ rằng các đề sau biết được cách dạy của thầy và cái tư duy thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể lấy được điểm 9, điểm 10. Trước mắt từ giờ đến tháng 12 các bạn cố gắng phải là cứ phải 23 trên 25 câu, sau đó thì sẽ phấn đấu để lấy được tuyệt đối 25 trên 25 câu thì mới là tuyệt vời. Bây giờ thầy sẽ chữa câu 20. Câu 20 của các bạn, câu 20 và câu 14 luôn, câu lý thuyết. Một bạn thắc mắc câu 14 và câu 20 thôi, thầy sẽ chữa luôn hai câu này liền nhau luôn. Chúng ta sẽ chữa câu 20. Câu 20 người ta cho rối loạn đột biến nhiễm, đột biến dị bộ nhiễm thể, nhưng mà lại cho vào cái dạng kiểu gen, cho vào cái dạng kiểu gen của phần, nếu các bạn học đã qua được chương trình phần quy luật di truyền rồi thì các bạn sẽ thấy là hiểu được khá hơn so với những học sinh mà chúng ta mới đang học hết chuyên đề 1, hết chuyên đề của các chuyên đề của chương 1. Thế thì người ta cho là một cơ thể có kiểu gen A lớn A nhỏ, B lớn B nhỏ, D lớn D nhỏ. Cái dữ kiện là trong giảm phân thì 10% số tế bào rối loạn phân ly ở cặp nhiễm thể mang cặp D lớn D nhỏ. Có 10% tế bào giảm phân rối loạn ở cặp D lớn D nhỏ trong giảm phân 1. Thế còn cặp A lớn A nhỏ và B lớn B nhỏ thì giảm phân bình thường. Thầy viết tắt một chút nhé, nhanh. Bây giờ yêu cầu xác định là loại giao tử A lớn, B lớn, D nhỏ này chiếm tỷ lệ là bao nhiêu. Các bạn cần giải thích được. Bài này không khó mà các bạn lại kêu là khó, vì là nếu mà các bạn đã làm được cái tờ thầy đã cho về đột biến dị bội có thể ở trong nguồn học liệu thì các bạn đã thấy rằng là thầy hướng dẫn cả lý thuyết và cả phần các nguồn ngân hàng rồi, thì câu này là một câu không có gì khó cả. Bây giờ các em sẽ thấy rằng là dựa vào nó chỉ khó đối với những bạn mà các em chưa học đến cái chuyên đề của phần phân ly độc lập. Đó là các cặp gen phân ly độc lập thì nhân tích các loại giao tử vào với nhau thôi. Còn nếu các em học rồi thì các em thấy rằng là nó sẽ hoàn toàn thấy rằng là bình thường. Thế bây giờ chúng ta nhìn này. Cái cặp A lớn A nhỏ này là giảm phân bình thường thì cái loại giao tử A lớn sẽ chiếm luôn 1/2, tức là chiếm 0,5. Tương tự như thế đến loại B lớn B nhỏ thì loại giao tử B lớn được giảm phân tạo ra từ cơ thể kiểu gen cặp nhiễm thể B lớn B nhỏ giảm phân bình thường thì sẽ cũng chiếm là 0,5. Bây giờ chỉ có khó cái là trong số 10% cái D lớn D nhỏ không phân ly trong giảm phân 1 bị rối loạn này
Còn lại 90% D lớn D nhỏ là giảm phân bình thường. Thế 90% D lớn D nhỏ giảm phân bình thường thì nó sẽ tạo ra hai loại giao tử. Giao tử thứ nhất là 0,45 D lớn và 0,45 D nhỏ. Thế còn cái cặp này và giảm phân 1 bị rối loạn thì nhớ cái phần bảng thì đã cho phần nguyên phân giảm phân bị rối loạn thì sẽ ra được là bao nhiêu? Thầy viết xuống đây cho nó rõ nhá. Thì sẽ bằng là 0,05, đây là 0,1 mà 10%, thì sẽ là D lớn D nhỏ, còn 0,05 tức là chả có cái gen D nào cả. Vậy thì các em chỉ việc nhân tích của ba loại vào nhau thì sẽ bằng là 0,5 nhân 0,5 nhân với 0,05 thì sẽ ra đáp án là bằng 1,25%. Các em cần lựa chọn là đáp án A. Đấy là câu 20. Bây giờ đến câu 17. Câu 17 thầy chữa câu 14 chứ. Đột biến chắc chắn làm thay đổi hình thái nhiễm thể có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta thấy ngay là phần này là phần hỏi lý thuyết thôi. Thì đáp án tạo điều kiện cho đột biến gen mới được tạo ra, ví dụ như là đột biến thay đổi chuyển đoạn không tương hỗ hoặc đảo đoạn, nó sẽ làm gián đoạn một số gen và gen biểu hiện hay không. Loại bỏ những gen không mong muốn thì chúng ta thấy ngay là mất đoạn. Thì ngoài cái mục đích là trước chúng ta có một vai trò rồi, đó là xác định vị trí của gen trên nhiễm thể rồi, thì còn có một cái vai trò là để loại bỏ những gen không mong muốn trong chọn giống. Cái phần này thầy đã giảng kỹ cho các em ở các chuyên đề của phần chọn giống nhá. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp các phần khác. Thầy thấy là còn một câu tương đối khó ở phần này nhưng mà chưa thấy bạn nào hỏi, hay là các bạn thấy rằng làm đúng được, nhưng thầy thấy câu đấy rất là hay nhưng mà chưa thấy hỏi, để thầy tìm xem trong đấy xem bạn nào đã hỏi câu đấy rồi. Câu đấy rất là hay đấy nhưng mà thầy thấy chưa thấy hỏi. Một bạn yêu cầu chữa câu 22 và một bạn câu 22 và một bạn yêu cầu chữa câu 10. Thầy đã chữa xong hai câu này thì còn một câu rất là khó, đó là câu 7. Thầy chưa thấy bạn nào hỏi chữa câu 7. Câu 7, các bạn thử suy nghĩ xem câu 7 vì sao mình làm sai. Thầy nghĩ rằng câu này là một câu gần như khó nhất trong ba câu mà thầy đưa vào cho các bạn. Bây giờ thầy đã chữa câu 22, mình có một bạn cũng nhờ thầy chữa câu 22 tương đối lâu rồi. Câu 22 và câu thầy đã chữa câu 22 này và câu 10. Thực ra thì thầy thấy rằng là câu 22 là một câu cực kỳ dễ, nhưng mà cái bạn hỏi thầy cũng như là một số người khác ấy thì lại quên mất một cái dữ kiện ở trong đó, và các bạn thành tự nhiên các bạn ẩu quá, các bạn đọc nó không rõ câu hỏi, thế nên là các bạn vô hình hóa. Nhiều khi thầy đã nói lúc nãy rồi, đó là những câu rất là dễ nhưng mà các bạn lại thành ra là làm thành một câu rất là khó. Bây giờ thầy sẽ phân tích cái câu 22 đấy, tại sao mà từ một câu dễ mà các bạn đã làm sai lại thấy rằng kêu là khó quá. Thế thì câu 22 là một câu mà cái dữ kiện là ở thỏ 2N44. Một thỏ đực khi giảm phân thì có một cái dữ kiện rất cơ bản. Các bạn quên mất, đọc lướt qua các bạn quên. Cái từ khóa các em thầy đã dặn rồi là khi đọc phải xác định rõ từ khóa. Nếu các em xác định đủ từ khóa thì các em sẽ làm được. Còn nếu mà xác định thiếu thì hoặc là sai hoặc là các bạn sẽ phải khoanh bừa. Thế thì câu này các bạn nhìn thấy ngay là bạn hỏi câu 22 cần chú ý nhá. Ở tất cả các tế bào, như vậy cái từ khóa đó là tất cả các tế bào, thì cặp số 7 và cặp số 10 không phân ly. Thế thì thầy chỉ cần đọc ngay cái chỗ tất cả tế bào mà cặp số 7 và cặp số 10 không phân ly thì các em thấy ngay là làm gì có cái loại giao tử nào là số loại giao tử bình thường được tạo ra. Bởi vì 100 tế bào giảm phân thì 100 tế bào đấy đều có cặp số 7 và cặp số 10 không phân ly thì sẽ tạo ra hai loại giao tử thôi. Một là thừa, hai là thiếu. Thế thì đấy là cái câu mà những người hỏi câu 22 cần phải chú ý rằng là thầy đã nói rồi, phải cẩn thận để đọc và không được bị người ta lừa những chỗ mà nhiều khi môn sinh thậm chí là chỉ khác nhau, thầy đã nói phần rồi, khác nhau từ và từ hoặc, nhưng kết quả nó sẽ khác nhau. Thế nên là các em có hai cái kỹ năng: một, nhớ những dạng thầy đã cung cấp cho các bạn, và hai là các em phải đọc cẩn thận những câu hỏi đó. Bởi vì cái dung lượng thời gian trong một đề thi, thì thấy rằng là đề thi cấu trúc của bộ thì hoàn toàn đủ thời gian 90 phút các em sẽ hoàn toàn làm được với 50 câu nếu các em cẩn thận. Bởi vì có những câu rất là dễ nhưng các em lại vô tình làm những câu khó. Ví dụ như câu vừa rồi là câu rất là dễ nhưng mà
thành ra đọc lướt cái câu mất mất cái từ tất cả các tế bào là các bạn cứ loay hoay cho cái phần trăm ra thôi. Đấy là cái câu 22 nhá. Bây giờ đến câu một bạn hỏi câu 10. Rồi, câu 10, thầy đã chữ câu 10. Câu 10 cho 2N của người bằng 46. Người ta hỏi là quan sát một nhóm tế bào giảm phân bình thường. Một nhóm tế bào giảm phân bình thường thì người ta thu được là tổng là 920 nhiễm sắc thể đơn đang phân ly. Thế thì cái đặc trưng của cái bài này là phân ly thì chúng ta phải nghe ngay là cái từ khóa là từ phân ly thì các em xác định được ngay là đây sẽ là ở kỳ sau. Nhưng mà lại chưa biết là kỳ sau 1 hay là kỳ sau 2. Tức là sau của giảm phân 1 hay sau của giảm phân 2. Vậy các em nhìn thấy ngay là bây giờ các em nhìn thấy ngay là khi bắt đầu nhân đôi 2 lần 46 thì nhân đôi nó sẽ phải tạo ra là 92. 92 đúng chưa? Như vậy thì nếu mà có 920 nhiễm thể đơn thì các em thấy ngay là hoặc sẽ phải là 10 tế bào này đang ở kỳ sau 1, 92, 920 chia 92, hoặc phải là 20 tế bào nhưng mà đang ở giảm phân 2 thì lấy 920 các em chia cho 46 bằng 20 thì nó đang ở giảm phân 2. Như vậy bài này rất là dễ thôi. Nhìn thấy ngay nếu mà giảm phân 1 thì số nhiễm thể đang ở gấp đôi, bởi vì chúng ta nhớ lại là đặc trưng của kỳ sau phần nguyên phân thầy đã giảng một lần, đó là mới có sự bắt đầu xuất hiện của màng nhân co lõm lại. Nhưng nếu xét về nhiễm sắc thể thì bây giờ mới là các nhiễm sắc thể đơn phân ly về hai cực của tế bào, nhưng vẫn được coi như là một tế bào. Thế nên là nếu tính số nhiễm sắc thể thì các em phải tính cả trong cả hai cái tế bào mà, bởi vì nó chưa phân ly. Kết thúc kỳ cuối, chúng ta đã nhớ một lần ở bài giảng chuyên đề là kết thúc kỳ cuối thì mới tạo thành hai tế bào con thì mới tách riêng số nhiễm thể ra. Như vậy ở trường hợp này câu 10 phải là đáp án B, hoặc là 10 tế bào đang ở sau 1, hoặc phải là 20 đang ở sau 2. Đấy là câu hỏi số 10. Bây giờ chúng ta xem tiếp nhé. Rồi có một bạn yêu cầu câu số 7. Câu số 7 tí nữa thầy sẽ nhấn mạnh cho câu số 7. Bây giờ thầy sẽ tìm tiếp các câu trên trước này. Một bạn hỏi câu 19 này. Thầy sẽ chữa câu 19 và câu 17. Sau đó thì thầy sẽ quay lại chữa hai câu kia nhé. Bây giờ đến chữa câu 19 và câu 17. Chúng ta sẽ chữa câu 19 này. Câu này nếu bạn nào nghe giảng thì thầy sẽ giảng một lần cái minh họa cho việc là cái khả năng đề thi. Nếu bạn nào thấy rằng câu này nó gần giống như một cái cấu trúc của đề thi của năm 2000, thầy không nhớ là 11 hay 12 gì đấy, nhưng mà chỉ khác là cái năm 2011-12 thì người ta hỏi là một số tế bào giảm phân bình thường và một số thì không phân ly. Còn ở bài này thì người ta lại yêu cầu là trong tất cả các tế bào thì cặp số 1 không phân ly và cặp số 2 thì phân ly bình thường. Bây giờ chúng ta thấy ngay là xét một loài thực vật, nhiễm sắc thể số 1 chứa cặp gen A lớn A nhỏ, nhiễm sắc thể số 2 chứa cặp gen B lớn B nhỏ. Cái từ khóa lại cũng là một cái từ mà nếu bây giờ mà thầy minh họa cho việc là bạn nào ẩu sẽ bị sai này. Nếu bây giờ người ta thay cái từ trong tất cả cái cụm từ đó bằng một cái từ khác là một số tế bào giảm phân ở cặp A lớn A nhỏ không phân ly và một số thì giảm phân bình thường thì kết quả bài toán thi này lại là ra một đáp án khác. Thế nên là thầy minh họa cho việc là ở nhà các em có thể là từ những cái câu hỏi của tuyển trang tuyển sinh chúng ta cung cấp cho các em thì các em có thể từ cái cách thầy dạy cách tư duy thì các bạn có thể là tự thay những cái từ khóa ở trong cái câu hỏi mà thầy đưa ra bằng những từ khóa các em đổi đi thì các em sẽ có một cái nguồn đề mới và làm, và các em sẽ dự phòng những cái tình huống người ta có thể hỏi đến ở những cái câu hỏi đó. Thế thì bây giờ cái từ khóa của bài này là tất cả các tế bào thì cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân ly
trong giảm phân 1. Như vậy thì cặp này không phân ly trong giảm phân 1 thì chúng ta nhớ lại này. Đây, bắt đầu nhân đôi nhá. Sau đó không phân ly trong giảm phân 1 thì ra hai tế bào. Tế bào thứ nhất là như này, tế bào thứ hai chả có cái gì cả. Và đến giảm phân 2 bình thường thì sẽ ra là hoặc chỉ có giao tử như này hoặc là như này. Như vậy trường hợp 1 xong nhá. Bây giờ đến cơ thể có B lớn B nhỏ giảm phân bình thường thì sẽ ra được hai loại. Đây, thầy vẽ ra sẽ là B lớn và B nhỏ. Vậy chúng ta nhìn thấy ngay là nếu như mà A lớn A nhỏ kéo cực này thì nhìn thấy ngay là sẽ phải tạo ra được là cả đi với cả không với B lớn hoặc không B nhỏ và A lớn A nhỏ với B lớn và A lớn A nhỏ với cả B nhỏ. Như vậy các em thấy ngay là các loại giao tử có thể tạo ra được sẽ là đáp án D. Tuy nhiên câu hỏi D này nếu mà ở một mức độ nâng cao hơn thì người ta có thể phải đưa ra được cái đáp án mà nó sẽ kéo hai cực của tế bào về tế bào, nhưng nên nó yêu cầu về tất cả các tế bào thì các em sẽ thấy là cũng không có gì phải xử lý ở cái câu D, cái câu đó cả. Đấy là câu số 19. Bây giờ thầy sẽ chữa câu số 17. Thầy viết nốt đấy tiếp nhá, xong rồi mình sẽ xóa bảng sau này. Câu 17 này: ở một cơ thể thực vật, bộ nhiễm thể 2N bằng 14, trong quá trình giảm phân, cặp nhiễm thể số 7 không phân ly ở giảm phân 2. Nhiễm sắc thể số 7 không phân ly trong giảm phân 2. Giả sử các giao tử này có khả năng thụ tinh bình thường, nếu cho các giao tử này kết hợp với nhau thì ký hiệu bộ nhiễm sắc thể ở đời con sẽ là gì? Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay này. Cái giao tử bình thường, đây, giảm phân bình thường thì ra được là N. Còn cái cặp số 7 mở một số tế bào không phân ly thì sẽ tạo ra được, đây, nhiễm số 7 không phân ly sẽ tạo ra được hai giao tử là N-1 với cả N+1. Như vậy nó có ba loại giao tử. Thụ tinh của ba loại giao tử này thì thấy ngay là nếu N kết hợp với N thì sẽ ra là 2N. Tương tự như vậy thì bây giờ nếu N kết hợp với cả N+1 thì sẽ ra là 2N+1. Nếu hai giao tử đều thừa một chiếc nhiễm thể số 7 kết hợp với nhau thì tạo ra hợp tử 2N+2, nó là thể gì nhỉ? Nhớ không nhỉ? Thể 4 nhiễm, đúng chưa? Còn nếu mà số 7 với số 6 thì mới là thể 3 nhiễm kép. Đấy. Thì tương tự thế cho được là N-1 với N và N-1 với N-1 thì nó sẽ ra được cái đáp án là đáp án D thôi, không có gì cả. Đấy nhá, thầy đã minh họa cho các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục chữa các câu tiếp theo. Một bạn sẽ yêu cầu chữa câu 7 này. Một bạn sẽ yêu cầu thầy chữa câu số 18. Bây giờ câu số 7. Thế thì trước khi câu số 7 này thì thầy lại nói một cái câu số 7 này là một câu thầy thấy rằng cá nhân thầy là sẽ thích nhất, bởi vì câu này đòi hỏi được cái độ năng lực tư duy, đo được năng lực tư duy. Và thầy thích là nếu mà thầy tổ hợp các bài thi thì để đánh giá điểm 9, điểm 10 thì cần phải có những câu hỏi khó như thế, để trên tinh thần là các em phải vừa kiến thức của cả sinh học này nhưng phải có sự tư duy của toán học cho vào thì sẽ tìm được những học sinh rất là xuất sắc. Thì câu 7 là một trong 5 câu của cái đề này thầy thấy thích nhất, bởi vì là kết hợp được cả về toán học này, sinh học, và các em phải hiểu được bản chất sâu của sinh học thì làm. Thực ra thì nói thế thì có thể to tát, nhưng mà các bạn thấy rằng là nếu các bạn vận dụng được những kiến thức mà các chuyên đề thầy trao đổi với các bạn ở phần lý thuyết của phần chương 1 thì các bạn thấy rằng câu 7 này sẽ không có vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa câu 7, sau đó thì thầy sẽ chữa tiếp câu 7 và câu 18 nhé. À, chúng ta sẽ cùng chữa. Câu 7 thì thầy nghĩ chắc là sẽ ít người làm được, nhưng mà tuy nhiên câu này thầy cung cấp cho rồi thì sau này đi thi các em sẽ gặp một số cái dạng bài này thì các em sẽ thấy rằng nó là ở mức độ cơ bản thôi nếu các em đã làm quen, còn nếu mà không làm quen thì các em thấy rằng là nó hơi khó. Nhưng mà môn sinh thầy nói rồi nó ít dạng nên là câu này thầy sẽ chữa rất tỉ mỉ cho các bạn xem là khả năng vận dụng của toán học vào ở chỗ nào ở câu 7. Câu 7 thì thầy thấy cái tỷ lệ mà thường thì sẽ là chắc là 10 bạn thì chắc nếu làm được hiểu bản chất thì chắc khoảng được 3 bạn, còn 7 bạn thì chắc là sẽ thấy lạ, nó hơi lạ câu này, vì câu này cũng là một câu
không có trong nguồn tài liệu tham khảo nhiều ở các sách trên thị trường, nhưng các bạn cũng cần cố gắng phải cập nhật những cái kiến thức ở phần mới của các thầy cô, không chỉ riêng thầy mà tất cả các thầy cô học ở trên lớp của các em thì đều các em sẽ tích hợp được cái kiến thức. Thế thì câu này nó cho dự kiện đó là có 3 axit amin. Axit amin thứ nhất là axit amin cysteine. Thứ nhất, cysteine thì được mã hóa bởi 2 bộ 3. Thứ hai là alanin và valin được mã hóa bởi 4 bộ 3. Thầy viết tắt nhé. Valin được mã hóa bởi 4 bộ 3. Bây giờ người ta hỏi là đây là dữ kiện thứ nhất, dữ kiện thứ hai. Các em cố gắng là khi làm bài thi thì các em chia nhóm ra như thế, thì khi các em chia nhóm ra thì các em sẽ tìm được cái mối liên quan và các em sẽ không bị nhầm. Chứ nếu các em không tóm tắt lại được đầu bài ấy, thì các em sẽ rất hay bị nhầm và nó dối. Và cái vấn đề thứ hai là các em chịu khó tưởng là viết ra như này thì mất thời gian, nhưng thực ra lại là cái mà các em sẽ rút ngắn được thời gian, bởi vì khi các em không viết ra được ấy, thì các em đọc đi đọc lại thì nó sẽ bị dối, là một rất dễ sai, hai là mất nhiều thời gian để tìm cái từ khóa hơn. Thế nên theo thầy thì các câu hỏi kể cả hóa lý như thế thì cố gắng chia nhóm ra để các em có thể hoàn toàn làm được. Bây giờ cái dữ kiện thứ hai là một chuỗi polypeptide có 6 axit amin. Thầy sẽ tách thành hai để bài này khó, thầy sẽ tách thành hai cho các bạn nhìn rõ luôn này. Chuỗi polypeptide gồm có 6 axit amin. Trong đó sẽ có là gì? 2 cysteine, 2 alanine và 2 valine. Đấy, như vậy dữ kiện nó chia thành hai mảng luôn. Một mảng là bộ ba mã hóa axit amin và một mảng là axit amin mã hóa lên chuỗi polypeptide này gồm có 6 theo giả thuyết của lý thuyết như thế. Bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu cách mã hóa cho cái chuỗi này? Nếu đánh giá thì thầy đánh giá câu này sẽ là một câu khó nhất trong tổng 25 câu mà chúng ta sẽ gặp phải ở trong cái đề thi thứ nhất thầy đưa cho các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nhé. Trước hết hỏi về số cách mã hóa thì các em thấy ngay là nó sẽ có hai con đường hay là hai chặng mà các em cần phải nhớ. Chặng thứ nhất đó là số cách mã hóa của bộ ba mã hóa cho một axit amin loại đó, và chặng thứ hai là số cách mã hóa của các axit amin này để tạo nên chuỗi polypeptide. Vậy câu này khó ở một chỗ là người nào phải làm đúng cả hai chặng thì các bạn mới ra kết quả cuối cùng, còn nếu không thì các bạn sẽ bị sai. Bây giờ chúng ta thấy ngay là chúng ta tìm cách mã hóa axit amin trước cũng được mà cách kia trước cũng được, thì bây giờ thầy sẽ làm về cách mã hóa của bộ ba trước. Thế thì chúng ta thấy ngay là ở đây thì cysteine có 2 bộ 3 mã hóa, như vậy cái đầu tiên đó là số cách mã hóa cho một axit amin cysteine. Thì các em thấy ngay là số cách mã hóa này sẽ là bao nhiêu? Có 2 bộ 3. Như vậy hoán đổi như vậy là 2 bộ 3 này nó sẽ là mấy nhỉ? Sẽ là 4. Bây giờ tiếp, alanine có 4 bộ 3 mã hóa. Vậy với 2 axit amin alanine thì số cách mã hóa cho axit amin alanine sẽ là 16. Tương tự như thế cho valine thì số cách sẽ là 16 cách hoán đổi bộ ba mã hóa này như nhau. Theo các toán học thì các em sẽ hoàn toàn thấy được nó rất là đơn giản. Nhưng bây giờ cái khó ở chỗ là 6 cái axit amin này, trong đó có 2 alanine, 2 cysteine và 2 valine này để tạo nên một tổ hợp chuỗi polypeptide của 16 axit amin. Thế thì toán học vào thôi, chúng ta sẽ ra ngay đó là 6 axit amin tạo một chuỗi polypeptide, thì chúng ta thấy ngay là sẽ tạo ra được là 6 giai thừa cách tạo hay là cách sắp xếp, thầy sẽ viết là cách sắp xếp. Thế nhưng chúng ta lại nhớ lại là nếu như nó là 6 loại thì nó rất là đơn giản. Nhưng ở đây bài toán nó khó ở chỗ là nó cho có 3 loại thôi, mỗi thằng có 2. Như vậy các em phải chia đi hay là cái giảm đi ở cái phần mà số cặp cùng loại đổi chỗ.
Chúng ta thấy ngay là có 3 cặp axit amin cùng loại. Ví dụ cysteine và cysteine đứng liền nhau thì khi đổi chỗ sẽ vô nghĩa. Đúng chưa? Như vậy là nó sẽ có là khi đổi chỗ của một cặp thì sẽ có bao nhiêu lần lặp? 2 giai thừa lần lặp, tức là bằng 2 lần lặp. Vậy bây giờ với 3 cặp axit amin, thầy ký hiệu là thằng này là cặp A, cặp B, cặp C, thì chúng ta thấy ngay là khi đổi chỗ của 3 cặp này thì sẽ có là 2 giai thừa mũ 3 lần lặp, tức là cụ thể nó sẽ bằng là 2 nhân 2 nhân 2, tức là nó sẽ bằng là 8 lần lặp. Yeah. Như vậy bây giờ các em sẽ thấy ngay là các em phải lấy cái số cách 6 giai thừa này chia cho cái số lần lặp này thì mới ra cái số lần thực khác của nó. Vậy thì số lần thực khác mà thu được sẽ bằng là 6 giai thừa chia cho 2 giai thừa mũ 3. Như vậy nó sẽ có là 90 cách sắp xếp của cái việc tạo ra 6 axit amin này trong một chuỗi peptide. Vậy thì đây thì bài toán ra rồi, chúng ta sẽ nhân tích hợp của hai cái này với nhau. Sẽ bằng 4 x 16 x 16 và nhân 90 thì kết quả cuối cùng sẽ ra được đáp án là một con số rất là đa dạng, đó là 92.160. Thế thì cái ví dụ này các bạn lại khẳng định rằng là thế giới sống của chúng ta rất đa dạng, chỉ cần với các bằng đấy cái axit amin nhưng đã tạo ra được cái một sự vô vàn trong việc là mã hóa thông tin di truyền, thế nên là tạo ra tính đa dạng của sinh giới. Đây là một bài thầy thấy rất là hay, cố gắng nhớ và vận dụng cái tư duy vào. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp, thầy bảo chữa tiếp là câu chúng ta sẽ xem câu 7 này, thầy xong câu 7 rồi này. Bây giờ thầy sẽ chữa câu 4. Câu 4 là lý thuyết thôi. Khi nói về cơ chế di truyền ở sinh vật nhân thực trong điều kiện không có đột biến xảy ra thì phát biểu là sau đây là không đúng. Nhớ cái từ không đúng nhé. Sự nhân đôi ADN xảy ra ở nhiều điểm trong mỗi phân tử ADN tạo ra nhiều đơn vị tái bản. Đây là ở nhân thực. Thế thì nhân thực thì trên nhiều đơn vị, còn nhân sơ thì chỉ có một. Như vậy cái này đúng. Trong tái bản ADN, sự kết cặp của các nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nu trên mỗi mạch đơn. Cái này cũng chính xác, bởi vì là các nu ở môi trường nội bào sẽ lắp ráp vào các nu trên mạch gốc theo nguyên tắc ATGX hoặc TAXG. Câu D. Trong phiên mã, sự kết cặp của các nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nu trên mạch gốc và vùng mã hóa. Thì đây là ở nhân thực thì ở vùng mã hóa rồi thì nó sẽ loại bỏ cái vùng intron đi rồi. Chỉ có ở câu C này. Trong dịch mã, sự kết cặp các nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nu trên phân tử mRNA. Câu này sẽ có một cái dữ kiện bị không đúng. Nếu như bạn nào mà nếu mà kể cả câu này thầy sửa thành một câu hay hơn, đó là câu thầy sửa thành là trong dịch mã, sự kết cặp các nu theo nguyên tắc bổ sung xảy ra ở tất cả các nu trên phân tử ARN trưởng thành, thì các bạn sẽ bị lừa nhiều hơn, bởi vì là các bạn thấy rằng ARN thông tin trưởng thành thì không còn intron rồi, chắc chắn 100% sẽ kết cặp hết. Thế nhưng một cái sai lầm của các bạn phải nhớ đó là ở cái bộ ba kết thúc, tín hiệu kết thúc là UAA, UAG và UGA của mRNA kể cả trưởng thành thì không có số nu của tRNA nào mà mang một bao đôi mã đến để khớp bổ sung. Như vậy đấy là cái từ khóa mà câu này thầy chưa sửa, nếu sửa thì lại thành một câu mà các bạn sẽ bị bẫy nhiều hơn nữa. Nên cố gắng đấy là những cái minh họa mà các bạn sẽ phải ở nhà tự đọc và tự chỉnh sửa những cái từ khóa đấy thành một câu hay hơn để mình nhớ lâu được kiến thức thì mới đạt được điểm cao. Thầy sẽ xem tiếp xem các ý kiến của các bạn trao đổi về phần này. Về cơ bản thì thầy đã chữa xong được các đề còn câu 12. Thầy đã chữa luôn câu 12 là câu lý thuyết thôi. Một cơ thể của một thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt có kiểu gen là A lớn A nhỏ. Thầy viết luôn đây nhá, câu 12 này. A lớn A nhỏ, B lớn D lớn trên B nhỏ D nhỏ. Câu này thầy sẽ đưa ra một cái từ khóa các bạn nhìn thấy này. Nếu cơ thể này giảm phân hình giao tử vào kỳ giữa của giảm phân 1, tất cả các tế bào sinh dục chỉ có một kiểu sắp xếp thì thu được cái gì nếu không có đột biến? Thì chúng ta thấy ngay là nếu mà A mà là kéo với B rồi thì bắt buộc chỉ còn cách còn lại là A nhỏ kéo với B nhỏ D nhỏ. Hoặc nếu A lớn mà kéo với B lớn D nhỏ thì A nhỏ phải kéo với B lớn D lớn.
để sắp xếp rồi phải kéo về, thì chúng ta nhìn thấy ngay là trong đáp án này thì khi thụ tinh của hai đại giáo tử lấy nhau thì nó chỉ ra được cái đáp án A thôi, là đáp án sẽ cần phải lựa chọn. Đấy là câu câu 12. Còn một câu lý thuyết nữa, câu 18. Thầy sẽ xóa bảng và thầy chữa nốt 3 câu còn lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chữa câu 18 này. Một thực vật có bộ nhiễm thể là 2N=24. Một tế bào sinh dục chín của thể 3 nhiễm kép. Như vậy công thức sẽ là: nếu trong tất cả các cặp, nếu các cặp nhiễm thể phân ly đều bình thường thì ở kỳ sau một số nhiễm thể trong tế bào là bao nhiêu? Thế chúng ta nhìn thấy ngay là 2N=24 thì cái số nhiễm thể ở kỳ sau đang là giảm phân, nó ở trạng thái nhân đôi rồi, thì khi phân ly thì thành là N đơn, thì chúng ta thấy ngay là 2N=24 thì cái này 2N+1+1 thể 1 kép, thể 3 kép, thì nó sẽ là bằng 26. Như vậy đáp án của nó sẽ là mỗi một tế bào đang phân ly sẽ có 26. Câu 24. Một loài thực vật có bộ nhiễm thể 2N=14, các cặp nhiễm thể có hình dạng và kích thước khác nhau. Quan sát bộ nhiễm sắc thể của một tế bào sinh dưỡng trên một cơ thể của loài này, người ta thấy có số nhiễm thể số 3 gồm 4 chiếc giống hệt nhau. Thế thì câu này một số bạn comment với thầy và trả lời hỏi là tại sao lại là thể tứ bội, thể 4 nhiễm thì có thể đúng rồi, vì là quan sát cặp nhiễm thể số 3. Nhưng cái câu này người ta, các em hình dung là lựa chọn đáp án đúng nhất trong 4 đáp án đưa ra, thì cái dữ kiện người ta cho là chỉ quan sát nhiễm sắc thể số 3, như vậy các nhiễm thể khác chưa quan sát, vậy thì cũng có thể nó là thể tứ bội. Vậy khẳng định hay không phải quan sát cái thể số 2, số 1 vân vân, nên là đáp án đúng của nó phải là đáp án B. Câu 15, câu 25. Câu 25 sẽ là câu cuối cùng của cái đề các em cần hỏi với thầy trước câu 25 nhé. Câu này thì hỏi về số lượng nhiễm sắc thể ở thể song nhị bội. Hỏi là số lượng nhiễm sắc thể ở thể song nhị bội. Thế thì ở thể song nhị bội chúng ta thấy ngay là thể song nhị bội là thể mà cơ thể chứa hai bộ nhiễm thể của hai loài. Ví dụ loài 1 thì ký hiệu là 2N1 và loài 2 ký hiệu là 2N2. Thì thể song nhị bội là thể phải chứa bộ nhiễm thể của cả hai loài. Thế thì bây giờ loài A trong giao tử đực có 8 nhiễm sắc thể. Vậy suy ra 2N của loài A sẽ bằng là 16. Loài B trong tế bào rễ, thì chúng ta nhớ tế bào rễ là tế bào gì? Tế bào sinh dưỡng. Như vậy ở loài B, tế bào rễ là 24 nhiễm sắc thể. Như vậy suy ra ngay là 2N=24. Vậy bây giờ người ta hỏi số nhiễm thể ở trong thể song nhị bội kết hợp hai bộ nhiễm thể này vào nhau thôi. Vậy nên chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu? Song nhị bội nó sẽ bằng là 16 cộng với 24 và nó bằng là 40. Như vậy đáp án đúng của nó là đáp án các em cần chọn là đáp án A. Thầy đã xem là như vậy là thầy đã chữa hết 25 câu. Bây giờ thầy xem các bạn cần hỏi gì về kiến thức của phần chuyên đề 1, cái phần đề thi trực tuyến VTV trực tuyến của chúng ta. Chúng ta gọi vui là VTV trực tuyến. Thầy chúng ta sẽ xem là các bạn cần hỏi gì nữa nhé. Như vậy là chuyên đề 1 này thì chúng ta gần như là buổi đầu tiên thầy trò chúng ta giao lưu trực tuyến với nhau. Qua các bài giảng thì những video bài giảng thì chúng ta không có nhiều cơ hội để các em có thể tương tác với thầy để trao đổi những vấn đề mà quanh đề thi. Thế thì khi các bài giảng thì các em có thể cần thắc mắc hoặc trao đổi gì thì những chuyên đề sau, những đề thi trực tuyến sau thầy sẽ cùng trao đổi với các bạn. Mục đích của bài trực tuyến đầu tiên này là thầy cũng muốn xem là cái mức độ các bạn sẽ thấy rằng cảm nhận được cái đề thi trực tuyến ở các vòng này và các vòng sau của chuyên đề tuyển sinh của chúng ta sẽ ở mức độ như nào. Và thầy cũng muốn là các thầy cô cộng tác cùng với cả tuyển sinh thì làm ở tuyển sinh thì cũng cố gắng để cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản và sau đó sẽ nâng cao lên, đưa cho các em tất cả các khả năng và các dạng bài mà các em sẽ có thể gặp và thầy gọi vui là đối mặt với cả trong bài thi để các em có những kỹ năng tốt nhất để các em đạt được điểm cao. Các chuyên đề sau thì thầy sẽ cố gắng là đưa vào trọng tâm của những cái dạng mà các em hay mắc bẫy giống như cái đề thi này.
cũng sẽ cố gắng hết sức là một tuần sẽ cung cấp cho các bạn những đề thi mà các bạn có thể test trước, sau đó thì chúng ta cùng giao lưu trực tuyến như ngày hôm nay để cùng là xem là thầy cũng có thể biết được là các bạn sẽ bị yếu ở điểm nào. Ví dụ như một số câu là cái số đông của các bạn đang cần hỏi cái câu đó là tại sao sai nhiều thế, thì qua đó thầy thấy được rằng cái yếu điểm của các bạn là đang bị lừa, đang bị mất bình tĩnh, bị đọc nhầm câu hỏi hoặc hiểu sai bản chất. Và cũng qua cái tương tác trực tuyến này thì thầy trò chúng ta sẽ thấy được là các bạn cần những thông tin gì mà ở bài giảng các bạn theo dõi thì các bạn chưa có thể cơ hội hỏi, thì các em hoàn toàn có thể gửi câu hỏi và thầy sẽ nghiên cứu và thầy sẽ trả lời trực tiếp được luôn. Những câu hỏi nào mà ngoài lề mà không thuộc phạm vi của cái đề thi chúng ta đang làm trong tuần này hoặc các tuần chúng ta làm ở trong tuần đó thì thầy sẽ trả lời lại sau cho các bạn. Đấy là cái mà các bạn trang tuyển sinh 247 chúng ta đã cố gắng để cho các bạn thấy rằng là có sự tương tác trực tuyến giữa thầy và trò của tất cả các môn học để các bạn hoàn toàn yên tâm trước một kỳ thi chuẩn bị diễn ra cho các bạn lớp cuối cấp. Chuyên đề ngày hôm nay, một đề thi trực tuyến đầu tiên của thầy trò chúng ta đến đây là kết thúc. Thầy xin chào các em và hẹn gặp lại các em ở những buổi tương tác trực tuyến của các chuyên đề sau. Chúng ta sẽ lại tiếp tục làm việc với nhau ở những buổi tối thứ hai hàng tuần. Xin chào tạm biệt các em.